Đây là con lip balm mini bọc lưới nha mà, siêu mini, nó chỉ bằng cái móng tay cái của em thôi đó, để mình dễ hình dung ha, nó chỉ bằng móng tay cái của em thôi đó. Bọc lưới ha, con này năm của nó là 1948. Nhật nó làm rất là kỹ nha đó, làm nó rất là kỹ luôn, lửa 10 lên 10 ha. Nó siêu mini, nó nhỏ xíu thôi nhưng mà những chi tiết nhỏ 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 nhắn cầu kỳ như vậy, những chi tiết nhỏ như vậy họ làm rất là cầu kỳ nha. Mình sản xuất những cái bật lửa mà nó to thì bộ phận nó to thì không có gì để nói, nhưng mà bộ phận nó nhỏ như vậy mà nó làm rất là cầu kỳ này. Bánh xe thì hai bánh xe, chụp bệ xăng thì hai chụp bệ xăng, làm tất cả mọi thứ đều rất là cứng cáp, đúng là thằng Nhật luôn á, nó làm cái gì cũng rất là cầu kỳ ha. Nó xíu thôi, có chỗ cho mình gắn chìa khóa nè, thấy không? À, có chỗ cho mình gắn chìa khóa vô đây khỏi sợ mất, rất là độc, rất là độc luôn. Anh có thể sưu tập hoặc là anh gắn vô xe hơi hoặc là xe Honda gì đó, rất là độc ha. Đó, nó làm rất là cầu kỳ, nó làm nhỏ xíu thì xíu thôi, chỉ bằng cái đầu ngón cái của em thôi mà, thấy không, đầu ngón cái của em thôi, nhưng mà làm mỗi bộ phận rồi ốc đá, bỏ được dừa viên đá vô, xài xăng đá giúp vô bình thường. Đó, rất là kỹ, thấy không? Đó, Nhật nó làm ha, rất là kỹ, rất là dễ thương ha, rất là độc luôn á. Nó nhỏ xíu xíu nhưng mà mọi bộ phận mọi chi tiết làm rất là cầu kỳ ha, nhỏ xíu xíu. Con này 1948 lận nha.